Thanh xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta theo dõi cuộc trò chuyện với tiến sĩ Lê Đình Hạc, Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào ông ạ. Thưa quý vị, theo số liệu thống kê của vụ thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước thì tính đến tháng 6 năm 2014 đã có 72 triệu thẻ thanh toán được phát hành ra thị trường. Tuy nhiên trong số 72 triệu thẻ thanh toán này, thực tế chỉ có 50% số thẻ sống, tức là thẻ có hoạt động. Như vậy thì tại sao thẻ thanh toán số lượng nhiều nhưng tỷ lệ sử dụng lại chưa cao? Theo số liệu thống kê của vụ thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 6 năm 2014, đã có 72,1 triệu thẻ và 470 thương hiệu do 50 ngân hàng phát hành. Trong đó, thẻ ghi nợ chiếm khoảng 92%, thẻ tín dụng chiếm 3,8%, còn lại là thẻ trả trước. Tuy số thẻ thanh toán của Việt Nam đang tăng nhanh, nhưng số người dùng thẻ để mua bán thanh toán trực tuyến vẫn chưa nhiều. Trong ngành thương mại đầu tư, cách thức thanh toán bằng tiền mặt giữa người mua, người bán vẫn đang diễn ra một cách phổ biến. Theo Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính Quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, số thẻ thanh toán phát hành ra thị trường ghi nhận được là 72 triệu thẻ, nhưng trên thực tế chỉ có 50% số thẻ sống, tức thẻ có hoạt động. Đặc biệt, số thẻ thanh toán nội địa lại chưa chiếm được niềm tin của người tiêu dùng trong việc sử dụng để thanh toán trực tuyến. Thưa ông, câu hỏi đầu tiên tôi muốn hỏi đó là theo số liệu thống kê của vụ thanh toán thuộc Ngân hàng Nhà nước thì con số 72,1 triệu thẻ và 470 thương hiệu do 50 ngân hàng phát hành tại thời điểm này nói lên được điều gì về thành công của việc phát triển dịch vụ thẻ của các tổ chức tín dụng của Việt Nam? Ở góc độ nền kinh tế thì đây là một cái con số không nhỏ, bởi vì với 80 triệu dân, bình quân cũng gần như là một người dân có một cái thẻ. Nhưng mà thực tế nó lại vừa thừa mà lại vừa thiếu. Có những người thừa là 5-6 thẻ mà người ta chỉ xài một vài thẻ, nhưng có những người lại không có để xài. Còn dưới góc độ ngân hàng thì có thể nói cái thẻ nó chỉ là một cái công cụ để người ta thu hút tiền gửi, lập phí thanh toán, phát triển cái dịch vụ vay. Do vậy muốn đánh giá cái ngân hàng đó phát hành được nhiều thẻ mà thành công hay không ấy, nó được đánh giá bởi nguồn thu nhập từ cái thẻ đó, thu nhập ròng đấy, từ cái việc chi phí cho thẻ với lại cái nguồn thu từ thẻ. Và cái thứ ba nữa là người ta đánh giá thông qua gia tăng cái dư nợ cho vay bằng cái thẻ tín dụng. Trong hoạt động ngân hàng đó là một hoạt động bán chéo sản phẩm, cho nên người ta phải đánh giá tổng thể nhiều thứ chứ không chỉ đơn thuần là mình giữa cái chi và thu từ thẻ. Dạ vâng, nhưng mà chúng ta cũng thấy số liệu trên màn hình ông có thể xem qua, đó là với việc chỉ có 50% số thẻ sống thôi, tức là thẻ có hoạt động, và trong số này có chưa tới 10% thẻ tham gia thanh toán trực tuyến, tức là khoảng 3 triệu thẻ. Vậy dưới góc nhìn của nhà quản trị, ông suy nghĩ gì về thực trạng này? Nhưng mà cái con số thống kê này nó còn phải nêu rõ được là thẻ sống này nó hoạt động trong một ngày hay là một tuần hay là một tháng hay là một năm. Tôi giả định là cái con số 5% này là trong một năm là bình quân. Nhưng mà ở đây nó chưa cho thấy được là cái tần suất sử dụng. Nó có hoạt động nhưng mà 2 năm mới dùng một lần, hoặc 3 năm mới thanh toán một lần thì cũng là tính vào là nó có hoạt động. Cho nên nếu như thực sự mà nghiên cứu để đánh giá thành công của thẻ là còn phải đánh giá xem là cái số lần giao dịch chứ không phải là cái tổng số cái thẻ hoạt động. Dạ vâng. Rất có thể là trong số những thẻ đang hoạt động này, cái tần suất sử dụng vẫn còn rất là thấp, có khả năng đó. Vậy thì tôi muốn hỏi thêm việc sử dụng thẻ thanh toán có ích lợi như thế nào? Cái lợi ích thứ nhất đó là người ta có thể được rút tiền. Cái thứ hai là người ta có thể sử dụng các cái tiện ích của nó, ví dụ như là vấn tin số dư, như là in sao kê tài khoản là thông qua cái máy ATM. Cái lợi ích lớn nữa là người ta sử dụng cái thẻ để người ta thanh toán trong các cái giao dịch mua bán hàng hóa và công nợ. Có rất là nhiều lợi ích như vậy, nhưng mà chúng ta chỉ có 50% số thẻ sống và còn chưa chắc tần suất hoạt động là thường xuyên. Vậy thì những nguyên nhân nào đang khiến cho người tiêu dùng chưa mặn mà với việc sử dụng thẻ thanh toán thưa ông? Thì thứ nhất là nó chưa thực sự tiện lợi cho người dùng. Ví dụ mua bán các cái hàng hóa nhỏ lẻ thì cái giao dịch bằng tiền mặt nó vẫn nhanh hơn, hoặc là thậm chí khi chúng ta đi siêu thị chẳng hạn thì có những siêu thị chưa bố trí được các cái máy tiếp nhận thẻ nó cho từng nhân viên, mà có một cái bộ phận quản lý cái máy tiếp nhận thẻ đó, đưa thẻ cho nhân viên xong đó là phải đến đi lấy cái máy đó về, xong rồi quẹt thẻ, xong rồi làm ấn mã pin rồi ký hóa đơn xác nhận. Như vậy là mỗi một cái giao dịch như vậy là cũng tốn kém đến 4 đến 5 phút. Dạ. Trong khi là một dãy khách hàng đang chờ xếp hàng để mà thanh toán tiền. Cái lý do thứ hai á, là do cái người dùng, tâm lý của người dùng là người ta ngại giao dịch với ngân hàng. Yeah. Do vậy là người ta chưa mở tài khoản thẻ, hoặc là cái sự hiểu biết về các cái tiện ích của thẻ đối với người dùng thì cũng đang còn hạn chế. Có những người là chưa biết được là cái thẻ nó có thể dùng được thanh toán. Cái điểm thứ ba đó do cái bên chấp nhận thẻ, ví dụ như các cái cửa hàng, các cái siêu thị đó, nhân viên chưa am hiểu về thẻ. Yeah. Là các cái nhà quản lý người ta cũng
lo ngại cái độ an toàn của thẻ, cho nên người ta cũng ít hợp tác với các cái ngân hàng. Ví dụ như là khi mà khách hàng mà lấy hàng ở các cái siêu thị, sau khi khách hàng ký hóa đơn rồi thì có những cái trục trặc rủi ro xảy ra, tức là người ta không được thanh toán lại cái số tiền đó, ví dụ thế. Tức là tôi cũng là một người sử dụng thẻ thanh toán thường xuyên tại các cái trung tâm thương mại, tuy nhiên là khi mà mua tại một số cái cửa hàng trong trung tâm thương mại và sử dụng thẻ thanh toán thì bên chấp nhận thẻ họ lại không chấp nhận tích lũy cái điểm thưởng như là một khách hàng sử dụng tiền mặt thông thường. Chính vì vậy cái điều này tôi nghĩ cũng là một nguyên nhân khiến cho những người sử dụng thẻ thanh toán họ hạn chế sử dụng. Họ muốn có một cái giá trị gia tăng khi mà họ mua những cái mặt hàng giá trị cao ở các trung tâm thương mại, thì có lẽ là cái sự kết hợp giữa bên chấp nhận thẻ và ngân hàng vẫn còn cái gì đó chưa được chặt chẽ lắm. Chị nói hoàn toàn chính xác, các cái hoạt động marketing của ngân hàng á, đối với lại cái bên chấp nhận thẻ đấy, để cho các cái bên chấp nhận thẻ người ta nhận thấy cái tiện ích của thẻ, đồng thời là phải có cái sự liên kết giữa các cái ngân hàng. Ví dụ như ngân hàng trang bị máy tiếp nhận thẻ cho cái ngân hàng A, nhưng mà khách hàng đến mua hàng thì lại thẻ của ngân hàng B, dẫn đến là nó không connect được, không liên kết được để mà kết nối, cho nên người ta muốn thanh toán cũng không được. Trong đối thoại vào đầu tháng 9 năm 2014 này đó, thì chúng tôi đã có đề cập đến việc thu phí thẻ thanh toán trực tuyến tại Việt Nam. Như lúc nãy cũng đã nói, cái thẻ cũng là một kênh để ngân hàng thu phí thẻ thanh toán từ khách hàng. Như vậy thì đây có phải là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng giảm tỷ lệ thanh toán trực tuyến hiện nay không thưa ông? Vừa rồi là có các cái ngân hàng là thực hiện cái việc thu phí, nhưng thường là cái phí đối với lại cái thẻ khi mà rút tiền mặt. Chứ còn khi mà thanh toán ấy, thậm chí có những ngân hàng mà người ta miễn phí thanh toán nội bộ, nhưng mà người ta cũng không thanh toán. Nên là cái phí nó chỉ là một phần thôi. Dạ vâng. Với tất cả những cái nguyên nhân, những cái trở ngại đó, như vậy thì có cái giải pháp nào để nâng cao tỷ lệ sử dụng thẻ thanh toán trực tuyến hiện nay? Theo tôi là cần cũng phải có một số cái giải pháp, phải tăng cái tiện lợi của thẻ. Làm sao để người ta thấy lợi hơn so với lại tiền mặt, so với thanh toán bằng các cái phương tiện khác. Ví dụ như làm sao để cho thẻ giao dịch nó nhanh này, thủ tục đơn giản này, và nó an toàn. Vấn đề nữa là sử dụng các cái thẻ thông minh. Chủ yếu các ngân hàng hiện nay là dùng cái thẻ từ, tức là phải quẹt vào thẻ. Tương lai là phải dùng đến những cái thẻ thông minh, nếu như có điều kiện trang bị, không cần tiếp xúc giữa cái thẻ đó với lại cái thiết bị. Một số ngân hàng bây giờ người ta cũng có cái công nghệ MBOS, tức là những cái máy sử dụng thẻ, máy tiếp nhận thẻ bằng thông qua những cái ứng dụng trên di động, cũng là một cách rất là hay. Còn cái giải pháp nào nữa hay không thưa? Cái giải pháp thứ hai là phải nâng cao cái sự hiểu biết của khách hàng. Thì vừa rồi là Thủ tướng Chính phủ có phê duyệt đề án như vậy, là phát triển cái thanh toán không dùng tiền mặt, giao nhiệm vụ cho các cái ngân hàng nhà nước hỗ trợ các ngân hàng. Trước mắt đó là phải tăng cường các cái hoạt động marketing, marketing đến cho khách hàng để khách hàng nhận biết được các cái lợi ích của thẻ. Cái thứ hai nữa là trang bị máy chấp nhận thẻ cho các cái chỗ bán hàng có cái doanh số lớn. Thứ ba nữa là tăng cường liên kết giữa các cái ngân hàng, cái chỗ tiếp nhận thẻ đó họ có thể tiếp nhận thẻ được của các cái ngân hàng khác. Một vấn đề nữa là cần phải thay đổi chiến lược để đưa thẻ đến cái người thực sự có nhu cầu. Là có những cái người 5-6 cái thẻ, nhưng thực chất ra người ta chỉ dùng được một vài cái thôi chứ. Nhưng mà còn có những người lại là chưa có nhu cầu, hoặc là chưa biết cách sử dụng thẻ. Dạ vâng thưa ông, sắp tới đây chúng ta sẽ có một cái ngày hội mua sắm trực tuyến của riêng Việt Nam vào đầu tháng 12. Như vậy chúng ta sẽ có rất nhiều những cái chương trình ưu đãi, chương trình khuyến mãi cho người tiêu dùng. Vậy thì đây có phải là những cái biện pháp hữu hiệu để gia tăng cái tỷ lệ sử dụng thẻ thanh toán hay không thưa ông? Nếu thương mại điện tử mà phát triển tốt thì cái hoạt động giao dịch về thẻ nó cũng hoạt động tốt. Thì khi mà mua sắm trực tuyến thì các cái công ty sẽ yêu cầu khách hàng trả tiền thông qua các cái tài khoản. Thì người ta có thể trả tiền bằng thẻ để chuyển tiền đến các cái công ty bán hàng trực tuyến, hoặc là người ta có thể trả tiền bằng internet, bằng các cái phương tiện mobile banking. Do vậy là khi mà phát triển hoạt động đó thì nó cũng sẽ tác động đến cái việc gia tăng cái tỷ lệ sử dụng thẻ. Cảm ơn ông rất là nhiều ạ. Dạ vâng thưa quý vị, thông qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng đã có thể hiểu rõ được về cái vấn đề thẻ thanh toán, tại sao số lượng nhiều nhưng tỷ lệ sử dụng chưa cao, cũng như là cái lợi ích của việc sử dụng thẻ thanh toán. Đến đây thì 10 phút của chuyên mục đối thoại mỗi ngày cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục kỳ sau. Ngay sau đây sẽ là thông tin dự báo thời tiết.